Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022. Chúng ta trở lại câu chuyện drama một chút nha các bác. À, vào cái clip là 1504, à, 1504 thì à, xin thưa với các bác và mọi người, tôi đã có một cái bài à, đó là về hồ Hoàng Anh và Hồng Đăng đòi, là tại đòi. sao được về nước à, đây là clip mà các bác có thể xem đó thì à, tại sao mà Hồng Anh hòa Hồ Hoàng Anh với cả Hồng Đăng được về nước và trong clip này thì rất nhiều người và những clip khác thì một số bộ phận không nhỏ nhiều người xông vào để mà mặt sát chửi bới vân vân các kiểu à, tôi cũng hiểu tôi làm cái tội tình gì mà họ lại xông vào họ chửi bới mặt sát À, giống như kiểu là liên quan tới việc siêu phương hàng vận. Có vẻ như nhiều người có một cái thói quen rằng là cứ cái gì không đồng ý họ là thay vì dùng một cái phân tích hay phản biện thì họ dùng những cái lời lẽ có thể nói rằng là rất rất thiếu văn hóa. Và thực tế thì xin thưa các bác rằng là trong cái clip đó thì tôi đã Thì cũng đã gọi là phân tích rõ và thực tế là họ chưa thoát tội họ đã về nước này từ ngày 3 tháng 8 nhưng thực tế là chưa thoát tội và trên báo tuổi trẻ cũng khẳng định cái điều này đó là hai người Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha thì chưa thoát án mặc dù thì đã về nước và ở đây này xin thưa các bác rằng là bộ ngoại giao thì xác định rằng câu án này thì đã bị tố cưỡng hiếp vân vân và rõ ràng là họ vẫn chưa thể nào mà nói rằng là họ vô tội được đó và quá trình này theo tôi biết thì còn rất dài và đặc biệt có một chi tiết được đưa ra nhé. Trước đó theo quay tờ Mazoka Daily này thì hai người đàn ông được cho là nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam thì đã về nước sau khi một tòa án ở Panama đã trả lại hộ chiếu của họ hôm 3 tháng 8. Tờ Mazoka Daily thì cũng là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc liên quan tới hai người nói trên và cả hai thì bị, bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái người Anh 17 tuổi và bị bắt vào cuối tháng 6 năm 2022. Và tại phiên tòa được mở sau đó À, một chi tiết đặc biệt nhé, một chi tiết đặc biệt này, tại phiên tòa được mở sau đó thì cả hai người này đã từ chối đối chất và việc này nằm trong quyền của họ theo pháp luật đột sở tại và tòa án sau đó thì được cho phép hai người này tại ngoại mà không có bảo lãnh không tịch thu hộ chiếu. Đây là một chi tiết mà nhiều người à, có thể nói rằng là bất ngờ bởi vì họ đã từ chối đối chất. À, các bác thử tưởng tượng vào nếu như các bác bị oan nếu như mà thật sự các bác là không có vấn đề gì thật sự đây là một cái vụ lừa đảo và những cô gái kia là cái cô gái mà có thể nói rằng là cô ấy tóm lại là lừa à, thì cái việc đối chất ấy, nó sẽ ra rất nhiều vấn đề đúng không ạ ra rất nhiều vấn đề bởi vì khi đối chất thì những người nào mà nói dối thì y như rằng là những cái chi tiết họ đưa ra nó sẽ là phi logic các luật sư công tố viên và ngay cả thẩm phán là có thể là căn cứ vào đó để mà xem xét rằng à thật sự việc này là có ok không thế nhưng mà hồng đăng với hồ anh thì từ chối đối chất tôi xin nhấn mạnh lại là từ chối đối chất chính vì thế mà họ không được rời khỏi tây ban nha nhưng sau đó thì bằng vài cái biện pháp bao gồm có cả sự vào cuộc của bộ ngoại giao v.v thì đã được về nước vào ngày 3 tháng 8 được trả ở chiếu ngày 3 tháng 8 và được về nước sau một cái quãng thời gian như vậy ở đây chúng ta đặt một câu hỏi rằng là tại sao họ không đối chất đúng không? thì dư luận có quyền nghi ngờ chứ à? theo lẽ bình thường nếu như mà bị oan thì có thể đối chất còn nếu mà không bị thì hoặc là không oan hoặc là có một cái tình tiết nào đó nó khác với cả hoặc là có một cái gì đấy nó uh, giống như là bị lừa hay thế nào đó thì thì khi mà đối chất nó lộ ra nhiều lắm cho nên là họ từ chối đối chất và thích một cái sự im lặng nhân đây á thì cũng cho tôi hết tâm sự các bác thế này những cái vụ việc mà liên quan đến việc mà chửi bị mặt sát ấy thì những cái câu đấy thì xin thưa các bác là quen rồi số đông thì chưa chắc đúng mà số ít thì chưa chắc đã sai đừng có nghĩ rằng là một cái người làm trong cái nghề nghiệp à, có nghĩa rằng là tôi dùng cái từ nghề nghiệp là người của công chúng thì họ gọi là gì ạ thì họ là được đúng hơn hoặc là họ cái gì đấy nó tốt hơn người khác không có chuyện đó đâu nhiều khi chúng ta phải có quan điểm thế này à, nghề nào cũng là nghề diễn viên ca sĩ vân vân thì cũng là một nghề cái nghề này thì nó cũng có thể nói rằng là nó không sang trọng hơn nghề của các bác đang làm đó. nó cũng không xấu hơn những nghề các bác đang làm miễn nghề nào là kiếm tiền chân chính thì đó là cái nghề tử tế. Ngay cả những người như quét vệ sinh, tạp vụ vân vân thì đều là những nghề tử tế để kiếm tiền chân chính. Chỉ có gọi rằng là đi cướp hoặc là đi tiêu vân vân, à, kiếm tiền vun vén cho bản thân mình bằng cái sự bất chính, bằng cái sự lúc đi vân vân thì nó mới là cái nghề kém chân chính. Đó. Tôi tôi hay ví dụ rằng là tôi nhìn những cái bức ảnh mà có những quay những cái cô chúng ta tặng gọi là coca ve đi, đúng không ạ? Những coca ve khi bị bắt á, thì các cô đấy là rất là xấu hổ che mặt khi mà phóng viên hay là những người công an chụp ảnh để đưa vào chí, thì các cô che mặt lại. thì tôi nói thẳng thế này, cái cô này nó còn tự trọng hơn cả những ông quan chức, có liêm sỉ hơn cả những ông quan chức. đó là bởi vì tại sao? bởi vì các cô đấy còn biết xấu hổ và đặc biệt rằng là cái họ bán ấy là cái vốn tự có của họ họ cũng trả xin lại cả chứ gọi là buộc bán vốn tự có đúng không ạ cái tài sản của mình thế còn á những ông quan chức và những cái người á gọi rằng là bán những cái mà không phải của mình đó là tiền của của nhà nước tiền của của nhân dân đó. cho nên rằng là mà lại trả biết xấu hổ cho nên nói về nằm mặt nào đó vì những cái sự liêm sỉ tự trọng của những cô ca ve này còn cao hơn cả những vị quan chức đúng không ạ cho nên ở đây chúng ta thì nó trở lại câu chuyện rằng là liên quan tới diễn viên hay gì đó chúng ta coi nó là một cái nghề mà nghề thì có sản phẩm đúng không ạ sai ở đâu thì anh ta phải chịu hành vi mà có thì anh ta sẽ phải xử lý còn là ví dụ như là nghề nghiệp sản phẩm của họ là những bộ phim sản phẩm của họ là những bản nhạc thì chúng ta vẫn nghe một cách rất là bình thường đừng có nghĩ rằng họ là diễn viên họ là họ là nhạc sĩ thì họ cao quý hơn người thường và chúng ta ngưỡng mộ họ hâm mộ họ cái tư duy gọi là idol hay là hâm mộ là họ giỏi một thứ thôi mà quy cho rằng họ giỏi tất cả mọi thứ là không ổn đó là tư duy rất kém văn minh họ giỏi là giỏi diễn viên nghĩa là họ giỏi đóng vai họ giỏi là giỏi gọi rằng là họ giỏi thì là giỏi À, làm nhạc à, đúng không ạ thì đâu có nghĩa rằng là họ giỏi là giỏi tất cả mọi thứ đâu chúng ta hiểu được thế nhân cách đạo đức vân vân thì con người ta đã như nhau mỗi nghề mỗi nghiệp à, cho nên không việc gì mà phải đi thần tượng cả chúng ta vẫn cứ thưởng thức những cái sản phẩm chúng ta vẫn dùng những cái sản phẩm nhưng không nên thần tượng bất cứ ai bao gồm cả ví dụ nhiều bác thì có cái mà câu này tôi cũng nhắc rất nhiều lần sau cái vụ drama phương hạng này và trước đó thì tôi cũng chia sẻ rất nhiều lần và cũng chỉ nghĩ rằng là là đừng có nghe ai cả ngay cả ví dụ như là kể cả hoàng Dôn trên trang TV vân vân thì cũng không nên thần tượng quá mọi cái thông tin mà tôi đưa ra thì tốt nhất là nên kiểm chứng lại đó nên kiểm chứng lại yêu quý đến mấy thì cũng nên kiểm chứng lại mà ghét đến mấy thì cũng nên kiểm chứng lại và chúng ta nên à, học cái văn hóa tranh luận dựa theo chủ đề chứ không phải là cái công kích hay là mặt sắc cá nhân Đúng thông tin mà vừa rồi thì các bác có thể thấy rằng là chưa thoát án thì tôi nói là chưa thoát án chỉ có thế thôi mà sao nhiều người mà căng thẳng thế đúng không ai sai thì người phải chịu chứ và họ thật sự có hành vi hay không thì bên tòa án họ cái kết tội còn chúng ta đã kết tội đâu nên chúng ta thấy rằng là có nhiều điểm bất thường thì chúng ta sẽ phân tích cái điểm bất thường mà phân tích để làm gì để sau này mà chúng ta có đi đâu á thì chúng ta cũng lấy đó là cái bài học bài học để làm gì ạ bài học để tránh các đừng đi vào cái xe ổ đó nữa cho nên là không phải rằng là vẽ được cho hươu chạy và chúng ta gọi là nào. chúng ta nhìn vào đó để chúng ta có được những cái bài học của riêng mình không phải ai cũng có thể là học tất cả các bài học mà chúng ta phải học cả những bài học của người khác nữa thế giới nó phát triển được là nhờ những người đi trước không ai đi chứng minh lại những cái điều mà 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 người ta đã chứng minh à, ví dụ như các tiên đề của Chris, đúng không hay là những cái của toán học vật lý thì người ta cũng từng bước từng bước người ta cải thiện nó lên những cái gì đã đúng thì chúng ta nên thừa nhận thế thôi cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là trong câu chuyện về 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 hai cái nghệ sĩ này thì còn nhiều cái thông tin nữa nhiều cái thông tin nữa nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên giữ một cái đầu bình lặng trước tất cả những người nổi tiếng bao gồm cả tôi hay một số người khác chúng ta cứ bình thản mỗi người đều là con người và họ đều có cá tính của riêng mình nhưng cái quan trọng rằng là hãy xem sản phẩm của họ thế nào đưa cái chủ đề ra thì chúng ta tranh luận hay rằng là sản phẩm của họ là sản phẩm mà, Ví dụ như là một cái phim, họ diễn dở thì chúng ta bảo dở, họ diễn hay thì chúng ta bảo hay. Chúng ta cũng không nên phán xét con người đời của họ thế nào. Đúng không ạ? Rất nhiều những nghệ sĩ, xin thưa các bác rằng là, nổi tiếng ở trên thế giới, thì uh, họ có những đời tư rất là phức tạp. Và thậm chí rằng có cả ma túy hay vân vân Một bài hát của bác nhạc Cuscovill mà tôi rất thích, đó là bài Tối qua em ngủ ở đâu, uh, Where did you sleep last night? Đấy. Thì cái bài đó là cái bài rất là hay và bản thân anh ta cũng là một kẻ nghiện ma túy mà nên sản phẩm âm nhạc của ta hay, của người của người ta hay thì tôi vẫn nghe thôi đúng không? cho nên đây là cái chuyện rất bình thường của cuộc sống chúng ta cứ nhìn nhận mọi thứ bình thản thay vì đó và tranh luận một cách văn minh chứ thay vì đó bởi vì, vì yêu quý người này mà người khác chỉ đặt câu hỏi về người này một cái là xông vào là chửi bới mặt sát thì tôi cho rằng là đó là những cái thiếu thiếu văn minh đúng không ạ cảm ơn tất cả các bác cảm ơn tất cả mọi người chúc các bác một buổi tối tốt lạnh